Son pha mì lá son pha pha la đố la mì 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 la đố xi xi làm lại mì mì la đố xi xi. Thì đến cho nó, thì dù ông rơi cái gì thì thầy nói cho ừ. Nó lại cái thầy. Rồi từ đầu nha, từ đầu cho quay lại này. Đúng rồi, vậy tắt cái nó đi, quay lại từ đầu. Bây giờ tắt là quay lại rồi đó. Ủa cái đó bữa hôm có đọc có quay rồi mà. Nhớ không? Rồi chuẩn bị nha. Có tâm gì vô luôn đi, pha gì đó vô luôn nha. Đô trưởng rồi, rồi, cứ thông thả mà làm ha. Rồi phá mi là thì có phải nốt la không? Nốt la vừa cuối đúng không? Thì la thứ kéo xuống rè phá mi mi rồi la thứ luôn, trong la thứ có nốt mi đúng không? Đúng không? Đúng nốt mi không? Thì nó la thứ hoặc sau này là đô đó. Rồi mí đồ rê, mí đồ rê chưa đúng ấy, rê chưa đúng ấy. Chưa hay, chưa hay. Mí đầu rê. Rồi chụp rê thứ. Thì có phải là cái rê vừa xong ấy là cái con, là con nốt rê không? Cái hợp âm rê là đang áp út, đang có nốt rê đó. Thấy không? Hợp âm nào thì nốt đó. Đô si là. Rồi la thứ thì có phải con nốt la không? Rồi có những chiều là câu từ đầu đấy, phá mi là mi là la thứ, nó chỉ khác câu đầu chỗ này là mi là mi lá son pha đó. Thấy không, thấy nó khác cái câu đầu kia không, nó cao hơn cái câu sau. Rồi tiếp theo tay cầm tay là pha rè pha, pha trưởng luôn. Rồi pha la đố la mì đô trưởng. Rồi đô trưởng. Rồi. Rồi tiếp theo là mì là la thứ luôn. Rồi tiếp theo là la đố xi xi. Rồi CC chụp son trưởng. Son trưởng học mấy buổi đầu đó. Đâu sai rồi. Cái ngăn thứ ba đâu? Là cái gì một? Son trưởng sai rồi. Bây giờ cái ngón trỏ là nó vào cái dây 5 nốt si á, là ngăn 2 á. Ngón trỏ đâu? Dây 5 ngăn 2, ngăn 2 đâu? Không phải, trên. Dây 5 đâu? Đấy đúng rồi. Rồi ngón giữa là dây son. Là dây mì đấy, dây mì là ngăn 3 đó. Ngăn 3 đâu? Ngăn 3 trên cùng đó. Đúng rồi, hẳn ngăn 3 mà. Giữa ngăn 3. Giữa ngăn 3 mà. Cái tay giữa là ngón giữa ngón 3 ngăn 3. Cái tay giữa là một mì pha son á, mì pha son dây mì đó. Đây, cái dây son nó nằm lùi ra. Cái ngón giữa đâu? Rồi để lên trên. Ngăn ba. Ngăn hẳn vào đè dây 6 á. Lùi sang đây tí. Đấy cái ngăn mà giữa ngăn đi. Ok. Rồi bây giờ một là cái ngón áp út là dây cuối cùng, cũng như ngăn ba luôn. Đó, đúng rồi, dây skin. Đó, đó đúng rồi, vậy đó. Ok. Tự nhiên bữa nay
thấy chưa? Hoặc là bỏ cái ngón út ra thì lấy áp út thay thế ngón út. Rồi ok, cái nào cũng được. Ủa, sao cũng được. Rồi làm lại câu đó nha. Mì mì là la thứ. Rồi la thứ nào. Chụp luôn, kéo xuống. Rồi la đố xì xì. Rồi son trưởng. Ờ. Đúng rồi, ngón giữa là dây xi đó, ngón giữa đâu? Ngón giữa dây xi đi, rồi cái ngón áp út là dây son. Đúng rồi, nốt son á, hai son. 6 dây luôn. Rồi nhìn vào kia kìa, hỏi dầu là la thứ kìa. Cây lớn bao lâu là xi là son trưởng. Đến đó thôi. Đến đó là tịt rồi mình. Ủa sao bố ổng nhớ cho học mà CC là bấm cái kia 17 bây giờ chuyển qua cái này bởi vì lạc quẻ nó không nhớ gì hết. Tại vì các chị cũng muốn nhiều cái hợp âm phức tạp.